Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Game Online. Và hôm nay thì cậu Vàng tiếp tục sẽ là một cái video trả lời những cái câu hỏi đáp của các bạn về tựa game Perfect World VNG. Có lẽ tựa game này nó hơi khó chơi, cần sự tương tác cao, nên là và nếu mà bạn nào mới chơi cũng rất là khó hiểu, nên rất là nhiều bạn hỏi mình về cái game này. Mình cũng rất là sẵn lòng để trả lời các câu hỏi của anh em. Và trước khi đầu tiên đến cái phần hỏi đáp thì mình sẽ chỉ cho anh em cách làm sao để tăng lực chiến. Rất là nhiều bạn hỏi, mình sẽ nói chung chung thôi. Còn cụ thể thì về hoạt động hay là cách tăng nào cho nó hiệu quả thì mình sẽ nói ở một cái video khác. Còn hôm nay chỉ là chủ yếu hỏi đáp thôi. Thì mình giới thiệu các anh em đó là những thứ để giúp anh em tăng lực chiến nhá. Đầu tiên và quan trọng nhất, mình nghĩ là quan trọng nhất, đó chính là phần cường hóa này. Đây, trong cường hóa này thì chúng ta sẽ có phần đập đá này. Và đập đá này thì sẽ có tỷ lệ xịt. Đây, có sắc nó ghi hiện cả xác suất thành công, thất bại đây. Và mình khuyên là các bạn nên đập đều, tức là nên đập tất cả các đồ cộng các ở các mốc là cộng 5 hoặc là cộng 10 thì sẽ được bonus thêm đam. Như ở đây mình đã full đồ cộng 5 cộng 6 rồi thì mình sẽ được bonus thêm đam rồi. Tức là tăng thêm sát thương, được thêm lực chiến. Sau này mình đang hướng tới là tất cả các đồ mình cộng 10, sau đó mình mới tính tiếp. Các bạn đừng có cộng một đồ thôi, tức là cộng một đồ rất là cao còn các cái đồ còn lại không cộng. Ở riêng cái game này các bạn cộng 5 này, tất cả các đồ cộng 5 này sẽ được tăng lực chiến, được bonus thêm lực chiến này. Lên cộng 10 sẽ được bonus tiếp, nó rất là nhiều lực chiến đấy. Thế các bạn lưu ý nhá. Bắt đầu ở level đầu thì cộng 5 tất cả đồ rất là dễ thôi. Thì các bạn lưu ý là nên cộng 5 đồ lên. Rồi, một tính năng rất là quan trọng khác đó là khắc. Tức là các bạn mua những cái đá để khắc vào đồ trang bị của các bạn và nó tăng rất nhiều chỉ số. Thì đây cũng là một cái thứ giúp các bạn tăng lực chiến rất là nhiều. Cách nhận cái đá này thì các bạn có thể đi thương hội. Các bạn mua, bỏ bạc ra mua. Đó. Ngoài ra thì các bạn có thể tham gia cái hoạt động có tên gọi là Chu Tiên Phù Đồ này. Thì các bạn sẽ được tặng thêm đá khắc hoặc là những cái dương khắc mở ra sẽ được những cái viên đá khắc. Thì đây, mình sẽ làm cho anh em xem. Đang rảnh. Đây. Và nó sẽ có cấp và các bạn tăng lên. Cố gắng khi các bạn lên tặng từ cấp 1 đến cấp 20 thì các bạn chỉ dùng cái đá thường này thôi. Bắt đầu từ level 20 sẽ phải cái đá cao cấp hơn. Nhưng mà thường thì chúng ta cố gắng, nếu mà anh em bạn nào mà chơi gạo bình thường không phải nạp nhiều ấy, thì các bạn chơi đến cố gắng cộng tất cả các dòng này, là tất cả bộ này lên 20 là được rồi. Chơi từ từ thôi, game này chỉ cần chơi từ từ thôi, không cần chơi nhanh đâu. Đó, các bạn hãy mua ở thương hội này. Xong rồi mua cái số lượng nào đó. Rồi, mua rồi. Và các bạn hãy đập lên đồ của mình. Cái phiền tỷ lệ mà cộng lên cùng ấy thì nó sẽ là ngẫu nhiên. Ví dụ có lúc nó cộng điểm rất là ít, nó là ngẫu nhiên nha các bạn. Cái mức cộng lên nó không cố định đâu. Đó, mình lên cấp 10 đúng không? Ở đây thì mình sẽ cộng lên này. Đó, cộng được có một tí điểm thôi. Bởi vì nó có tỷ lệ mà. Nếu mà nó được hoàn mỹ, nó có khi nó thẳng phát lên luôn. Đấy, rất là đen. Đó. Thì về cơ bản cái khác này là vậy. Và các bạn cố gắng tất cả các chỉ số khác đầu tiên sẽ là cấp 20. Còn bắt đầu từ cấp 20 trở lên thì cần cái bùa này thì nó đắt hơn. Và sau cái này đấy là chuyện sau này, các bạn cứ mắc khảm khắc đá lên cấp 20 đi đã. Nó tăng rất là nhiều lực chiến. Cái thứ ba cũng khá là quan trọng, mà mình nghĩ là cực kỳ quan trọng ấy, đó là phần đá hồn. Nói chung anh em hay chơi game nhập vai biết là đá hồn nó có tác dụng nhiều, tức là các bạn khảm đá, khảm ngọc vào đồ thì nó sẽ tăng thêm lực chiến cho anh em. Ở trong thế giới, trong game Perfect World VNG này thì một cái đồ thì chúng ta sẽ có 4 lỗ để khảm ngọc. Và tùy lớp nhân vật mà các bạn sẽ có thể khảm những cái loại ngọc khác nhau. Chủ yếu là tấn công, phòng thủ, rồi tăng máu, rồi tăng chính xác, bạo kích, gì đó, tùy mỗi người. Ở đây thì mình đang khảm đá, và đá thì nó sẽ có 10 cấp, tối đa là 10 cấp. Ban đầu các bạn thể mua, đây, đá thì các bạn thể mua ngọc cấp 1 nó rất là rẻ thôi, 42 bạc các bạn làm nhiệm vụ các thứ là nó sẽ cho rồi. Quan trọng là các bạn cố gắng được đá cấp 5. Nếu mà chơi vui nạp ít thì các bạn cố gắng được đá cấp 5. Tại sao? Bởi vì khi các bạn trong một cái trang bị mà có 3 cái đồ ngọc cấp 5 thì nó sẽ mở thêm một cái lỗ. Ở đây nhá, các bạn phải hiểu là ban đầu nó chỉ mở 3 cái lỗ để khảm ngọc thôi. Đó, muốn mở cái lỗ này này
thì phải tổng cái cấp độ đá của các bạn là phải lên cấp là tổng 15, tức là một là đá cộng tổng sao 3 viên đá trong cái ô trang bị này là thành 15. Thế nên là chúng ta sẽ cố gắng ra đây, như mình 5 cộng 5 cộng 5 là 15 thì mình mở thêm một lỗ đá khảm nữa, và sau này mình có thể khảm thêm một cái đá này. Đá này thì các bạn chỉ bắt buộc là phải đi những hoạt động ở bang hội thì mới có được, chứ hoặc là mua của người chơi khác chứ không mua trực tiếp từ shop được, nó rất là quý. Thì đấy, cái khảm đá này là tối đa là cấp 10, thì các bạn cố gắng nếu mà nạp ít thì cố gắng tất cả cấp 5 nhá. Nó cũng khá là tốn đấy. Còn không thì chơi đá cấp 4 được như mình. Đó, toàn đá level 4 thôi. Nó cũng khá là rẻ. Đó. Thì đấy là một cái nói chung ba cái này, tinh luyện, khắc và đá hồn, nó tăng rất là nhiều lực chiến cho anh em. Rồi, cái tính năng tiếp theo để tăng lực chiến cho nhân vật đó là phần kỹ năng. Đó, đây là bảng kỹ năng của Vũ Linh, mình đang chơi Vũ Linh. Thì kỹ năng thì tốt nhất là anh em nên cộng đều tất cả kỹ năng, và chúng ta sẽ cần điểm nguyên thần. Đó, điểm nguyên thần này thì các bạn có thể đi làm nhiệm vụ hoạt động hàng ngày, hoặc là khi các bạn mắc cấp hoặc là bị giới hạn level thì các bạn có thể, các cái điểm kinh nghiệm các bạn nhận được thì nó sẽ chuyển thành điểm nguyên thần. Thật ra thì nó không, các bạn đừng lo là thiếu điểm nguyên thần quá, các bạn chủ yếu là thiếu bạc này, thiếu cái tiền bạc này để có thể nâng cấp kỹ năng thôi. Còn tại sao mình muốn bảo là các bạn nên nâng đều hầu hết, chủ yếu nếu các bạn nào mà không có nhiều thì nên nâng đều. Bởi vì sao? Bởi vì trong game nó sẽ có một cái hoạt động mà đây, các bạn hoàn thành tất cả những cái nhiệm vụ trong đây thì sẽ được thưởng một cái áo cấp 79 hoàng kim. Đó, mà trong đó cái việc cái cuối này là tổng, tức là chúng ta sẽ cần 7 kỹ năng đặt level 24. Đó, nên các bạn phải tăng đều lên một chút, đừng có tập trung tăng một cái quá. Đó, các bạn hoàn thành 3, 6, 9, 10 ngày thì chúng ta sẽ hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong này, chủ yếu là các nhiệm vụ hàng ngày thôi. Thì các bạn sẽ được thưởng một cái sách Dương Tiên Ma này, một cái áo hoàng kim 79 theo class các bạn chơi, một cái đá cấp 4. Đó, một viên đá cấp 4. Rồi, thì nên các bạn kỹ năng thì nếu có điều kiện thì tăng đều, còn không thì các bạn như mình chơi Vũ Linh thì mình sẽ tập trung tăng trước ba cái kỹ năng bút máu, bởi vì bút máu rất là quan trọng để đi phó bản, thì mình tăng ba kỹ năng bút máu trước. Cái đấy thì tùy các bạn chơi thôi, nhưng mà nói chung là mình cũng tóm gọn là các bạn tăng kỹ năng cũng tăng rất là nhiều lực chiến cho anh em đấy. Rồi, cái thứ ba mình muốn nói đến là tinh linh. Tinh linh thì cũng sẽ tăng cực kỳ nhiều điểm lực chiến. Đây, mình sẽ cộng điểm. Và tinh linh cũng có thể cộng điểm này và tăng lực chiến cho cả chủ nhân nữa. Các bạn có thể tẩy luyện điểm tư chất của tinh linh. Đó. Đó, thế tăng lên thêm lực chiến. Nó sẽ là ngẫu nhiên. Đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cả phần học kỹ năng, các bạn có thể đi kiếm sách kỹ năng thông qua việc đi làm nhiệm vụ hoạt động và lắp tối đa là 6 hay 8 kỹ năng đấy cho con pet của bạn. Cuối cùng thì trong cái game này thì chúng ta có khoảng mấy chục con pet đây, và chia thành cấp C, cấp B, cấp A và cấp S. Nếu mà các bạn chơi bình thường thì chỉ cần dùng pet cấp A này thôi. Pet A này thì các bạn chỉ cần đi phó bản tu chân là có thể nhận được. Đó. Đó, những cái phó bản tú chân hàng ngày thì các bạn có tỷ lệ nhận được. Còn cái pet cấp S này thì các bạn một là nạp mua, hai là làm những hoạt động các cái event đặc biệt ở trong game. Nhìn chung thì các chỉ số con cấp S bao giờ nó cũng cao hơn con cấp A, nhưng mà đối với một người chơi bình thường thì mình nghĩ là chơi cấp A được rồi. Ví dụ như con cá này thì là dành cho những cái phái hỗ trợ như kiểu thần thú hoặc là vũ linh, bởi vì nó có khả năng bút máu tăng đấy, tăng bút máu các thứ. Con này thì cái con người lửa này thì là tướng về sát thương phép, phù hợp với kiểu yêu thú hoặc là vũ mang, à hay là pháp sư, sorry anh em, yêu thú hoặc là pháp sư. Còn cái con thổ hành giả này thì là tướng vật lý, thì phù hợp cho vũ mang, kiếm khách, thần thú gì đó. Thì đấy, nó chia ra rất là nhiều con pet và nó sẽ bổ trợ cho cái lớp nhân vật của mình các bạn. Đó, đơn giản là vậy thôi. Pet rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn cố gắng kiếm con pet ngon một tí. Và pet thì nó có kỹ năng chính này, các bạn mở ngẫu nhiên ra thì nó sẽ là từ, đối với những con cấp pet cấp từ cấp S trở xuống thì là nó sẽ là ngẫu nhiên cái skin chính này, từ 1 đến 3 skin. Còn riêng cái tướng cấp 3, cái con
tất cả những con pet cấp S này thì nó sẽ là mặc định là cái khi các bạn mở ra thì nó là ba kỹ năng rồi. Nó rất là pet S, tuy là chỉ số nó không quá chênh lệch quá nhiều nhưng mà cái lợi thế nó là mở ra thì chắc chắn là sẽ được ba kỹ năng. Còn ví dụ như mấy con pet A này này, các bạn có đi phó bản nhặt được các bạn mở ra thì nó cũng ngẫu nhiên. Đỏ lắm thì nhân phẩm cao lắm thì sẽ, các bạn sẽ có ba kỹ năng cao này. Còn đen thì các bạn chỉ có một, và trung bình là thường là hai. Đó, thì các bạn cố gắng đầu tư cho phần tinh linh này, nó sẽ tăng cực kỳ nhiều điểm lực chiến luôn anh em ấy nhá. Rồi, một cái cuối cùng để giúp các bạn tăng lực chiến đó là thiên thư. Thiên thư này thì cấp 55 mở ra và các bạn có rất là nhiều loại thiên thư khác nhau. Đây, và mỗi thiên thư thì nó cũng có thể cộng các cái rất nhiều chỉ số. Sau này các bạn có thể lắp 4 cái thiên thư vào trong người, và thiên thư này cũng có thể nâng cấp tăng bậc lên, tăng cực kỳ nhiều chỉ số, và nó cũng sẽ giúp tăng rất là nhiều cái chỉ số cho anh em, và thậm chí là cũng giúp các bạn. Đây, mình sẽ cho anh em xem một cái cấp. Đây, những cái thiên thư cấp 6 nó có khả năng kỹ năng riêng rất là mạnh, giúp các bạn hồi sinh chẳng hạn, ví dụ như thế, hoặc là bất tử. Đây, đây có dụ như cái thiên thư thiên tàn địa khuyết này, 10% giúp tăng tốc độ di chuyển. Đấy, hoặc là yến hồng chi lệ này, nó sát thương bạo kích này. Đấy, hiệu quả sẽ chuyển thành khiên duy trì 3 giây. Nó rất là nhiều cái loại thiên thư khác nhau, và sau này các bạn để ghép thiên thư lại với nhau nữa thì cái đấy đi tìm hiểu sau đi, chúng ta cũng không cần phải tìm hiểu trước đâu. Nhưng mà đại loại là chúng ta sẽ có 4 cái để các bạn tăng lực chiến ở trong game Perfect World VNG. Rồi, còn bây giờ thì mình đến với tiết mục hỏi đáp nhá. Mình sẽ trả lời các cái câu hỏi của anh em ở trong video lần trước. Mình sẽ cố gắng trả lời hết cho anh em. Còn về phần hoạt động thì mình sẽ làm một cái video riêng, thậm chí là những cái quét ẩn để nhận thời trang hay là thú cưỡi. Đây, các bạn nhìn nhân vật của mình này, mình làm nhiệm vụ ẩn thì nó đã tặng, mình đã tặng được đồ thời trang hay là những con thú cưỡi robot rất là ngầu đây. Đây là đồ thời trang của mình. Đấy, cũng khá đẹp, không quá đẹp nhưng mà thế là ổn rồi, mình không phải bỏ tiền ra mua. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Long Vương Nguyễn. Bạn ấy có hỏi một câu đó là, anh em đợi tí này mình bỏ bớt, tắt bớt nhạc đã, nhạc to quá. Long Vương Nguyễn bạn hỏi là võ hiệp ít nạp có được người khác cho đi phó bản không bạn? Mình chơi một mình. Game này mình nghĩ là các bạn không nên chơi một mình. Bạn có thể chơi ở ngoài một mình, nhưng mà vào game này thì các bạn cố gắng kiếm bạn bè in game. Bạn có phải tốt nhất là nên vào bang hội để kiếm những người bạn kéo phó bản cùng. Đây, hôm là ví dụ mình vào bang thì mình có thể nhờ người ta đi phó bản, trợ giúp phó bản. Các bạn yên tâm là ở cái game này tính tương tác rất là cao nên là mọi người sẽ giúp đỡ bạn thôi. Nên các bạn đừng lo là không có người cho đi phó bản cùng. Nếu bạn lực chiến yếu quá thì cố gắng là đừng thua thiệt quá. Và nói chung là thường bạn chơi võ hiệp thì cũng không quan trọng đâu. Không quá quan trọng. Trừ khi là tanh như là thần thú, hay là như là yêu thú hay là vũ linh thôi. Còn võ hiệp yếu một chút cũng được. Tất nhiên là nếu mà bạn vào những cái PT mà nó lực chiến to quá thì cũng hơi khó. Thế là bạn cố gắng bạn ít nạp, tức là bạn hơn người không nạp rồi. Bạn ít nạp thì bạn mình nghĩ là vẫn rất là ok thôi, rất là thoải mái. Game này nạp cực kỳ ít thì bạn vẫn là khỏe được. Đấy, hôm nào thì lúc nào rảnh mình làm cái video hướng dẫn các bạn nạp sao cho hiệu quả sau nhá. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Elias. Giả sử đi phó bản mà chết có được hồi sinh không ạ? Và nếu được hồi sinh thì mất tầm bao lâu để hồi sinh, và hồi sinh ở điểm nào ạ? Đi phó bản thì chúng ta sẽ có hai ba cách để hồi sinh. Một là các bạn chết lăn queo ra thì các bạn bấm về cái điểm xuất phát là ở bên ngoài, là ở đầu phó bản ấy, thì các bạn ra ngoài. Tuy nhiên là các bạn chỉ về được cái điểm đấy khi các bạn không đánh boss thôi. Còn khi các bạn đánh boss thì các bạn sẽ không làm được gì cả. Các bạn phải đợi một là boss chết, hai là cả team chết, thì các bạn đi lại từ đầu, hoặc là vượt qua phó bản. Mình nhắc lại, nếu các bạn chết ấy mà boss chết thì các bạn vẫn nhận được thưởng nên các bạn không cần quan tâm lắm. Cách thứ hai là các bạn hồi sinh về làng, tức là out ra khỏi phó bản thì không vào lại được nữa. Cái đấy thì dễ rồi.
Cách thứ ba đó là nhờ vũ linh hồi sinh, thì mình đã chỉ cho anh em rồi, đó là khi các bạn chết thì bên cạnh thanh máu của bạn thì của người chơi ấy sẽ có một cái nút là nút hồi sinh, thì các bạn vũ linh chỉ cần ấn vào nút đấy là sẽ hồi sinh cho đồng đội. Đồng đội khi sau khi hồi sinh sẽ xuất hiện bên cạnh người vũ linh. Sẽ có một cái điều các bạn quan tâm, đó là khá quan trọng, đó là các bạn để ý là lúc mà búp hồi sinh cho đồng đội ấy, thì cố gắng vũ linh là đứng xa xa cái đòn đánh của boss ra, không đồng đội nó vừa hồi sống lại nó lại chết lăn queo ra. Bởi vì sao, nếu các bạn đi phó bản hồi sinh một lần, lần sau các bạn sẽ phải đợi đến 5 phút khoảng 300 giây thì mới có thể hồi sinh tiếp, tức là các bạn không thể hồi sinh liên tục một người nhiều lần cùng một lúc được. Thế nên là chúng ta sẽ phải đợi 300 giây. Thế nên là chúng ta sẽ nên tiết kiệm cái phần việc hồi sinh đồng đội khi không cần thiết. Ví dụ boss sắp chết mà đồng đội chết thì mà tank không chết mà thì các bạn bỏ qua đi, đừng có hồi sinh vội. Chưa phải boss cuối thì đừng có hồi sinh vội nhá. Chúng ta sẽ tiết kiệm lượt, bởi vì khi đánh boss xong ấy, nhân vật đã chết sẽ tự động hồi sinh lại và sẽ đi đánh đến con boss tiếp theo. Nếu các bạn hồi sinh thì tự nhiên các bạn mất 300 giây để đợi vào đến nhớ đánh boss cuối thì chết sẽ không thể hồi sinh được. Đấy là một cái mẹo. Nói chung là nếu mà được hồi sinh bởi vũ linh thì các bạn sẽ xuất hiện bên cạnh vũ linh và được mấy chục phần trăm máu ấy. Đấy thì mình trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Elias nha. Đi phó bản game này mà không hồi sinh chắc toang mất. Rồi câu hỏi tiếp theo. Game này có phải cày thêm Aka Clone để giao dịch đồ hay gì không cho dễ hơn nếu ít nạp? Mình khuyên là có. Nếu các bạn ít nạp thì cũng nên chơi clone. Tất nhiên là không cần thiết lắm nếu bạn chơi vui. Còn nếu mà ông nào muốn kiểu ít nạp rồi còn mạnh thì tất nhiên là chúng ta sẽ cần clone rồi. Rất là đơn giản vậy thôi. Đấy. Rồi, câu hỏi tiếp theo đi. Thú hay ma? Thú ma hay thú tiên thì đặc điểm như nào vậy anh? Thần thú, yêu thú, bản Việt này nó gọi là yêu thú. Yêu thú ma thì thiên về sát thương. Yêu thú tiên thì thiên về đi tanker, đi phó bản. Thì mình khuyên là các bạn ban đầu thì nên chơi tiên. Thật ra các ông đề nặng cái việc là chọn tiên ma quá. Cái game này nè, tôi bảo này, đây tiên ma đây. Mỗi ngày các bạn sẽ được có một lần chuyển sinh chuyển tiên ma miễn phí. Hoặc là nếu các bạn muốn chuyển nhiều lần thì các bạn bỏ ra 30.000 bạc. Nó khá là rẻ đối với những bạn nào có nhu cầu. Việc chuyển tiên ma nó là rất là dễ dàng. Và thậm chí khi các bạn học tiên hoặc là học kỹ năng tiên, sách tiên này này, những cái kỹ năng này thì đi phó bản thì mới rớt này, nó rất là quan trọng. Và các bạn đổi qua đổi lại thì nó vẫn giữ được những cái kỹ năng các bạn đã học rồi. Thế nên là khi các bạn đi, bình thường các bạn đi phó bản thì các bạn để là thần thú tiên chẳng hạn. Sau khi mà đi PK hoặc PVP thì các bạn lại chuyển sang ma. Đó, các bạn có thể chuyển qua chuyển lại được. Các bạn đừng lo, đừng có quan trọng là tiên ma quá. Tuy nhiên, mình khuyên là những cái bạn nào mà chơi thần thú thì nên ban đầu thì nên chơi thần thú tiên. Bởi vì sao? Vì ban đầu chúng ta không có đồ, chúng ta không có sách kỹ năng. Chúng ta buộc phải đi phó bản nhiều. Thế nên là chúng ta phải chơi tiên. Đi ma không tanh được, rất là yếu. Nói chung là ở cái giai đoạn đầu game thì các bạn nên tập trung cày đồ. Game này cái level không quan trọng. Chúng ta quan trọng là có đồ hay không. Thế các bạn đừng quan trọng tiên ma quá, nhưng mà ban đầu thì nên chơi tiên hết. Mình với mình như vậy, kể cả tất cả các phái luôn. Trừ vũ mang hoặc là pháp sư thì tùy các bạn, chứ còn vũ mang, pháp sư, kiếm khách thì tùy các bạn, chứ còn thần yêu thú, yêu tinh hay là vũ linh thì nên chơi tiên để việc đi phó bản nó dễ hơn và sẽ dễ có tổ đội hơn. Ví dụ như tôi là vũ linh mà chơi ma nó không có búp máu thì không ai cho tôi đi tổ đội cả. Đấy. Như vậy thôi, vũ linh ma nó rất là khỏe nhưng mà nó là giai đoạn về sau. Rồi, chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp theo. Đây, bạn Nguyễn Elias này hỏi khá là nhiều này. Cho em hỏi mình nghề tăng, nghề phụ có tăng lực chiến không anh? Hay nó chỉ dạy item bổ trợ cho nhân vật thôi ạ? Mình không rõ nghề phụ là nghề gì. Nghề phụ là cái gì nhỉ? Mình không rõ câu hỏi này lắm thôi, tạm thời bỏ qua nhé. Hoặc là bạn có thể khi nếu bạn xem lại video này, xem video này của mình thì các bạn có thể hỏi lại. Rồi câu hỏi tiếp theo của bạn Hattori, nếu dùng Redmi Note 5 Pro 3GB RAM 32GB ROM có chơi được không bạn? Chơi được nhé bạn, nhưng mà sẽ không match setting được thôi, và khi các bạn chơi đông người thì các bạn phải để cấu hình thấp nhất thì nó sẽ đỡ giật hơn. Câu hỏi của bạn Sơn Nguyễn, game chuyển ngày đêm liên tục. Đúng rồi, game này là có hệ thống ngày đêm. Đây, đây là cái giờ ngày đêm trong trong game đây. Có ban ngày, ban đêm, mưa, nắng, đầy đủ. Đấy, hệ thống thời tiết, hệ thống ngày đêm đầy đủ.
Thậm chí là một số nhiệm vụ là yêu cầu là gặp NPC thì NPC nó sẽ xuất hiện vào ban đêm hoặc là ban ngày. Nói chung là cũng khá là hay. Tiếp theo câu hỏi bạn Toàn này. Anh ơi, Vũ Mang thì nạp ít tiền thì nên theo tiền tiên hay tiền ma vậy anh? Như mình đã trả lời câu hỏi như mình đã trả lời câu hỏi trước rồi, đó là tiên hay ma không quan trọng đâu bạn. Bạn thích cái phái nào thì chơi thôi. Nhưng mà mình sẽ khuyên bạn, đó là mình có một cái giới thiệu cho các bạn, đó là Vũ Mang ma ma thì thiên về tốc đánh, còn Vũ Mang tiên thì thiên về sát thương. Nhưng mà mình nghĩ là nên chơi Vũ Mang ma, tốc mình quan trọng tốc đánh hơn, còn tăng sát thương thì không không quá nhiều đâu. Mình thấy là những cái con thiên về sát thương thì thường là theo ma. Ở trong cái game với cái War VNG này, theo đường về tăng sát thương thì có pháp sư ma này, yêu thú ma, tiên thú ma, vũ linh ma, võ mang vũ mang ma. Nhưng mà đường ma thì rất là khó kiếm sách, rất là vất vả đấy. Rồi đến bạn Hinokura Hi. Em định chơi yêu tinh mà sợ không cho ai đi hang chung là anh, tại em chơi một mình à, anh có thể tư vấn cho em được không? Không chắc thì em lấy Phượng, nhưng mà em sẽ cố gắng lấy. Sao nhỉ? Được, mình nghĩ là được. Yêu tinh không hề yếu nha bạn. Yêu tinh chỉ có về sau yếu thật. Về sau, về late game, về xa 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 xa. Nó không phải yếu mà sao nhỉ, mình phải nói là so với những cái phái cùng ở về sau này cùng lực chiến thì nó không ăn thua lắm, nhưng mà nó vẫn là khỏe. Đối với nếu mà bạn có một, như bạn nói là bạn có Phượng thì mình nghĩ kể cả giai đoạn đầu nó rất là khỏe luôn. Hiện tại ở ở nước ngoài top server nó vẫn có yêu thú và vẫn có yêu tinh mà. Thế là bạn đừng ngại, các bạn thích chơi game gì thì chơi và bạn thích chơi phái gì thì chơi, đừng có quá quan trọng. Còn tất nhiên là nếu có điều kiện thì có Phượng mà thì việc chơi game của bạn nó dễ dàng hơn rồi. Em chơi một mình, các bạn nên bỏ cái suy nghĩ là chơi một mình đi. Cái game này kiểu gì các bạn phải có tổ đội, các bạn đi phó bản là phải có tổ đội rồi. Không kiểu gì vào in game là phải nhờ bạn bè hoặc là nhờ bang hội đi phó bản giúp, hoặc là thậm chí là nhờ những người chơi ở cùng server đi phó bản giúp đỡ. Thế nên là anh em, các bạn chơi game Perfect World PNG này bỏ cái thánh nghiệm là chơi game một mình nhá, nó không giống cái game mobile khác đâu. Các bạn nên chơi hai mình hoặc là nhiều mình trở lên. Rồi chúng ta đến câu hỏi tiếp theo. Ui sao đồ họa đẹp vậy, hay do máy mình yếu quá nhỉ? Game đồ. Rồi, các bạn phải hiểu là mask setting thì cũng có nhiều loại mask setting, tùy vào cái chip xử lý đồ họa của điện thoại hay là máy tính của các bạn mà nó quyết định cái chất lượng hình ảnh đi ra. Thế nên là cùng một bức thiết lập sẽ có máy nó đẹp hơn máy khác. Ở hiện tại thì mình đang dùng giả lập BlueStacks ở trên máy tính thì máy tính mình nó khá là mạnh, đồ họa nó đẹp hơn là chuyện đương nhiên rồi. Kể cả mình, các bạn thử so sánh đồ họa giữa ở game này nhá, các bạn bật mask setting ở trên iPhone và Android nó cũng rất là khác biệt rồi. Cái con chip xử lý đồ họa nó rất là khác biệt nha bạn, Dương Bình Cương ơi. Rồi câu hỏi tiếp theo, bạn cho mình là tạo clone thì tạo luôn trong nick hay là phải tạo ở nick khác, và mong bạn ra keep hướng dẫn hoạt động và các event hàng ngày. Newbie như mình có nhiều event quá không hiểu. Và ấy cả mình bị kẹt ở level 59 không lên được nữa. Ok bạn ơi, nếu mà các bạn tạo clone thì các bạn nên dùng nhiều nick. Đừng tạo một nick, bởi vì các bạn đăng nhập nick chính rồi thì làm sao các bạn đăng nhập nick phụ nữa. Chưa kể trong có cái trường hợp là các bạn dùng nick chính này, các bạn nhận các nick phụ làm đệ tử này, được thưởng thêm điểm kinh nghiệm này, xong rồi kéo nhau đi phó bản nữa. Nói chung là nên tạo nhiều nick. Các cái clip hướng dẫn đi hoạt động thì mình đang làm rồi và sẽ gửi đến sớm đến anh em nhé. Với cả mình bị kẹt ở level 59. Đây, thật ra thì bản test ở Việt Nam thì hiện tại cũng đang kẹt cái phần gọi là level, bởi vì game này như mình đã nói thì nó không giới hạn level đâu. Nó không giới hạn là sorry anh em, là nó không quan trọng là cày level đâu, mà nó quan trọng đó là việc các bạn cày đồ thôi. Level rồi ai cũng như ai hết. Đây mình sẽ cho anh em xem. Đây nhân vật cũng hiện tại thì server test đang giới hạn cấp 59 rồi. Đây, khi các bạn mà nếu các bạn chơi sau này, các bạn sau khi làm hết các nhiệm vụ, đây nó sẽ yêu cầu ba cái nhiệm vụ này. Một là học cái kỹ năng hỏa cánh này thì các bạn làm nhiệm vụ có này, điểm kinh nghiệm đạt tối đa và phải chờ thời gian mở server, mở cấp của server nữa, ví dụ ngày mùng 2 tháng 5 thì nó mới mở cấp.
Thế nên là ngoài ra thì các bạn sẽ sau khi các bạn hoàn thành tất cả nhé, các bạn ấn vào nhân vật này, ấn vào chữ đột phá này thì các bạn có thể ấn vào đây đột phá thì các bạn có thể tăng lên cấp 60 đó. Tại sao nó lại làm như vậy? Bởi vì các bạn đối với một số người họ muốn giữ cấp để họ, các bạn phải hiểu là cái điểm điểm kinh nghiệm này này, cái điểm kinh nghiệm này nó mà khi mà các bạn mắc, các bạn không muốn lên nữa, không lên nữa thì nó sẽ chuyển hết thành tu vi. Tu vi thì như mình đã nói là tu vi chính là nguyên thần để các bạn nâng kỹ năng. Thế nên là những người chơi ban đầu ấy có thể cấp độ họ sẽ bị đứng, nhưng mà đây là cũng là cơ hội để các bạn cày điểm nguyên thần để học thêm kỹ năng của nhân vật mạnh hơn. Đó thì các bạn lưu ý điều này. Rồi câu hỏi cuối cùng đi. Đổi tiên ma ở đâu anh? Khá là hay. Đây nhưng mà các bạn đây, chúng ta khi các bạn mở tiên ma lên thì sẽ có một cái tính năng để các bạn đổi thôi. Ngoài ra thì như mình đã nói thì mỗi ngày các bạn sẽ được chuyển miễn phí một lần, thì chúng ta sẽ có những cái vật phẩm giúp các bạn chuyển à cái này không phải, cái này là hoàn trả điểm kỹ năng thôi, reset thôi. Còn về cơ bản thì mỗi ngày các bạn vào trong này này phải mở đã, phải mở tiên ma đã thì chúng ta sẽ có cái phần gọi là cho free chuyển. Các bạn chỉ đấy dùng ma đấy, các bạn chỉ muốn dùng ma thì các bạn dùng ma đó, dùng tiên thì mở tiên, thế thôi, đơn giản là vậy thôi. Còn sau này chúng ta sẽ cộng điểm nữa đấy, đơn giản vậy thôi. Các bạn vào phần kỹ năng tiên ma sẽ các bạn có thể chuyển lần đầu thì trong ngày, mỗi ngày được miễn phí một lần, còn lần sau thì mất 30.000 bạc nhá. Rồi, chắc là cũng ok rồi, thì mình cũng trả lời khá nhiều câu hỏi cho anh em rồi. Thì như đã nói thì ở video lần sau thì mình sẽ có những cái video, có một cái video hướng dẫn làm hoạt động sao cho nó tối ưu và đạt được nhiều điểm kinh nghiệm nhất, sao cho nhàn nhất đến các bạn. Các bạn chú ý theo dõi tiếp tục cái series về Perfect World VNG của mình nhá. Mình nói hơi nhiều anh em và hơi nhanh thì anh em chịu khó nghe hoặc là xem đi xem lại ủng hộ mình. Rồi, và bạn nào mà thấy hay có thể like, share, chia sẻ giúp cậu vàng. Đừng quên ấn nút subscribe ủng hộ cho kênh Tô Game Online. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.